điểm nè, rồi cái chi, cái chi mà giống cây mơ á. Ngủ dậy thì em gái ở quê ra, nó đem rất là nhiều đồ má gửi ở quê ra. Thì đầu tiên đây là bún, nhà Vi làm bún cho nên lúc nào ra má cũng gửi bún hết á. Còn này là bánh nậm, bánh nậm ở quê nè, một cái bánh nậm nó to bằng cái mặt luôn, ăn một cái là no. Đây là thịt heo ba chỉ nè, má Vi mua thịt heo đúng ba chỉ luôn, cái này kia chỗ phần phần bụng á, thịt heo ba chỉ. À, này là đu đủ nè, bắp nè, thơm nè, dưa leo nè, rau nè. Thịt bò thì bây giờ Vi sẽ nấu, giống như nấu nước nhân á, để cho bé ăn với bún. Và một cái nữa rất ngon, mắm kế quê nghe. Ở Đà Nẵng thì cũng có mắm kế chứ, nhưng mà không có ngon bằng cái này. Mắm kế quê em thơm không? Không biết có phải là vì nó ngon hơn hay là do vì mình ăn mình nhớ tới cái vị ở quê cho nên là mình cảm giác là nó ngon hơn. Phần xương má mua xương heo ở quê nè. Đó, bây giờ Vi sẽ bỏ cái này vô trong hộp rồi mình bỏ tủ lạnh để từ từ sẽ nấu canh với đu đủ. Cái đu đủ nếu bỏ mắm kế cũng rất là ngon luôn, sẽ thành ra một món mắm dưa, mắm bỏ đó. Bây giờ sẽ luộc thịt trước nè, rồi sau đó đi làm mắm cũng nhanh thôi, đơn giản mà. Muốn ăn đòn à hay là muốn ăn mì? Tiêu. Ơ nhiều quá. Ta hả? Người ta đâu? Rồi. Thịt heo ba chỉ, sốt nhỏ. Bún. Mắm nêm. Nhất cái nách. Ăn với dưa leo. Chúng ta sẽ chan mắm vô nghe nè, ngon nhất cái nắp nghe. Rồi rưới một ít đậu phộng nữa. Rồi chọn lên. Ăn. Cho mình một chút. Ngon nghe. Thì nghe thấy ngon không? Ngon là bị sao lần tiếp mà dở là bữa tiệc. Dưa dèo nè, ăn dưa dèo không? Dưa dèo đấy hả? Đi ngang giữa cái gì? Giữa hơn chị vô đây rồi. Chị vô đây đâu có ăn nhanh được như đứa đâu. Đây mình quá không? Riêng ừ, riêng là tuyệt vời rồi. Tuyệt vời. Con đừng có cho đũa như đứa. Con bỏ đũa xuống, bỏ đũa xuống. Bỏ đũa xuống, bỏ xuống bọn nè. Bỏ xuống bọn. Rồi, vậy hơn quá nè. Bún mắm hay là bún bò ngon hơn? Có phần tuyệt vời không? Cái bò tuyệt vời. Không.
Thấy con tuyệt vời. À đúng rồi, Linh là tuyệt vời. Linh không biết cái lũa. Bỏ đi xuống đi con. Bỏ lũa xuống. Linh. Nhưng vẫn có lo. Ăn hứa quạch trường mới quả. Thì giảm một trái ớt mà cũng không cao thế không? Chị nghĩ là bún mắm đây là kiểu bún mắm miền Tây đúng không? Bún mắm nữa. Nó ơ bà rồi mắm tới đây rồi. Tôi hỏi rồi đó. Thì ăn dễ ăn. Nó mặn. Nó không có đậm đà như như bún mắm của mình. Bữa bọn chị nói lão chi lão lão mám á Lão má. cũng kiểu đi đây cũng còn không phải ăn đi mà làm nấu một cái nồi lão to cho đổ mắm kế vô đổ lên mắm kế vô làm cái nồi nước á cái rồi ăn với bông điên điển nè rồi cái chi mà giống kem mô á lùm Thế thôi cô đi tìm thế hả? Em lỡ mát không chứ. Thì đó là mát đó. Ừ. Có trà sữa. Muốn trà sữa không? Có trà sữa. Uống trà sữa thì ăn vô. Và ăn miếng cơm, ăn miếng bún vô trong bụng rồi mới đi uống trà sữa được chứ. Không đau bụng không? Hả? Thế? Rồi. Được rồi hả? Lâu quá. Mẹ ơi. Mẹ nghe đi. Quế ngồi kìa mẹ. Quế tỏ. Dưới ngồi kìa mẹ nữa chứ. Quế tỏ. Wow. Cô có. Cô ơi, lạnh quá. Lạnh quá. Cô có lạnh. Rồi con uống đi. Nè. Đó. Thấy đi ra. Con đỏ. Cho gì hơn uống phải không? Đấy. Này nữa chứ. Cho gì hơn uống không? Cho gì hơn uống không? Có nhỉ. Cho mẹ uống đi. Được không? Cho không? Cho gì hơn không? Cho gì hơn đó. Để đến mẹ vẫn cho. Thôi cảm ơn. Không? Đi uống đi, đi uống đi. À, ngủ đi, tuyệt vời. Chị ngon không? Không. Ngon thì nữa ra. Cảm ơn Cảm ơn mẹ chứ. Ok. Không cảm ơn gì hơn hả? Cảm ơn mẹ. Ừ.